Tìm người phụ mấy đứa. Ở trời. Tại Gấp Beyond, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Có khi mà bộ phim 3 năm thanh xuân không chỉ của riêng Thúy Ngân mà tất cả các anh chị em diễn viên cũng như là ekip đoàn phim đã nhận được quả ngọt, đó chính là sự yêu thương, tin tưởng và ủng hộ của khán giả đã dành cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục bình chọn cho Thúy Ngân cũng như phim Gạo Nếp Gạo Tẻ ở vòng đề cử của giải Mai Vàng 2018 năm nay nha. Có những cú pháp sau đây. Cách 1, bầu chọn online. Bước 1, truy cập trang web giaimaivang.vn, ấn vào phiếu bầu chọn, điền thông tin. Bước 2, tại bảng điện ảnh truyền hình, ấn chọn phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và Thúy Ngân vai Hân. Tiếp tục ấn vào bảng ca nhạc, chọn ca khúc Đi Tìm Tình Yêu, sáng tác Đinh Trung Chính, sau đó bấm gửi. Bao lần vấp ngã giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về đời không cho. Lưu ý đối với số điện thoại lần đầu bầu chọn online thì tiếp tục soạn tin nhắn theo cú pháp Mai Vàng gửi 8099. Biết yêu thương mình là biết yêu thương người, một lần cho đi muốn đời. Cách 2, bầu chọn qua tin nhắn điện thoại, soạn tin nhắn theo cú pháp Mai Vàng, khoảng cách mã số, khoảng cách số dự đoán gửi về tổng đài 8599. Bạn hãy nhớ cái mã số sau nhé. Gạo Nếp Gạo Tẻ 55, Thúy Ngân 51, ca khúc Đi Tìm Tình Yêu 20. Ví dụ, bạn muốn bầu chọn cho bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và đoán có 9999 người cùng dự đoán giống mình thì hãy nhắn tin theo cú pháp Mai Vàng, khoảng cách 55, khoảng cách 9999 gửi về tổng đài 8599. Và Thúy Ngân xin được hẹn gặp lại cả nhà tại lễ trao giải Mai Vàng vào ngày 12 tháng 1 tại nhà hát lớn thành phố